Từ trước đến nay, không ít các chàng trai, cô gái từ một người bình kém cỏi bỗng nhiên chốc biến thành tâm điểm của mạng làng mạc hội chỉ sau vài khoảnh khắc chụp tình cờ. Điểm thông thường của họ là đều sở hữu ngoại hình nổi bật, làm tan chảy biết bao trái tim dù chỉ sinh ra thoáng qua. Những ngày này, mạng làng mạc hội lại xôn xao trước loạt hình ảnh ra vườn hái rau của một cô gái trẻ. Khác với những cô nàng nổi tiếng nhờ khoảnh khắc đáng yêu lộng lẫy, ăn diện sang trọng chảnh, lần này, cô gái trẻ bỗng nhiên chốc được dân tình truy tìm thông tin gì em đẹp không cần son phấn, vô cùng mộc mạc, giản dị. Đơn giản, bình dị nhưng cũng đủ sức đốn tim người nhìn. Dù chỉ trong quần áo quần so, áo buông đơn giản, năng động, với mái tóc đen buông dài và gương mặt một, cô gái trẻ vẫn nổi bật nhờ hy tượng đẹp tươi, dốc dáng gợi cảm. Không tạo dáng cầu kỳ, không có sự chuẩn bị trước, chỉ từ vài khoảnh khắc giản dị, cô gái vẫn đốn tim người nhìn chính nhờ vẻ đẹp một mặt ấy. Dân tình còn gọi vui cô bằng đích nam e hốt với hái rau. Một số người tinh tế nhận ra, cô gái hái rau đáng yêu có nhiều nét rất giống với diễn viên Thanh Hóa Lương Thanh, từ mái tóc đen buông dài mượt mà, tự nhiên đến làn da trắng không tì vết và gương mặt mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã, trong sáng. Cô gái hái rau bên trái, được cho là sở hữu nhiều nét rất giống nữ diễn viên Lương Thanh. Liên hệ với nhân vật chính, ban sơ hốt với hái rau ngần e cho hay cô không muốn sinh ra trên mặt báo gì e bị tê là sống ảo, thích nổi tiếng. Mấy hôm nay mình rất bất ngờ khi ảnh chụp của mình bỗng nhiên dưng sinh ra trên nhiều trang mạng. Cứ mỗi lần ngủ dậy hoặc đi đâu không cầm điện thoại, đến khi mở lên là Facebook ngập tràn lên tiếng mới, bạn bè cứ tác hoặc nhắn tin trêu là, nổi tiếng rồi nha. Thực ra mình thấy em nhiều hơn là vui, vì mình cũng chỉ chụp ảnh cho vui, đăng Facebook để bạn bè xem và like, không ngờ nó lan truyền nhanh như thế, mọi người dị nghị là sống ảo vì muốn nổi tiếng. Mình thì không muốn nổi tiếng đâu, thậm chí còn khi nhiều người biết đến, ảnh đăng lên cũng có người khen, người thì chê, rồi bình luận sổ sàng, thiếu tế nhị cũng có. Chưa kể, mình quê Quảng Bình mà hình ảnh lại lên các ba dơ của tỉnh khác, nhận là gái quê họ. Chỉ là ra vườn hái rau thôi mà, có cần đẹp tươi đến nhường này không? Được biết, cô gái hái rau có tên Tạ Thị Hồng Nga, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành quản trị khách sạn và nhà hàng, trường cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng. Hồng Nga sinh ra và lớn lên ở miền quê Quảng Bình. Tuy nhiên, loạt ảnh ra thăm thú vườn tược lại được Nga chụp lại khi cô có dịp về Quảng Trị, quê của một người chơi. Cuối tháng 7 vừa rồi, mình vừa đi thực tập ở Bà Nà về thì câu người chơi cùng phòng rủ ra quê Quảng Trị chơi. Sáng hôm đó tầm 9 giờ sáng, mình ra vườn nhà người chơi hái rau ngót, lá cốt vào nấu canh. Quê người chơi ở Bến Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị, đẹp bình dị lắm, nên mình cũng muốn chụp vài tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ người chơi chụp có tâm quá, hái rau, cầm ốc là thật, nhưng mình cũng siêng năng diễn sâu thêm nữa, nên cách đây vài hôm mình đăng ảnh lên thì được mọi người thả tim rất nhiều. Chứ mình thấy ở ngoài mình cũng bình kém cỏi, không xinh được như ảnh đâu, Hồng Nga chia sẻ. Nữ sinh Quảng Bình cho hay, sau khi loạt ảnh của cô được lan truyền các mạng làng mạc hội, cô hơi buồn khi đọc được một vài bình luận soi mói, thậm chí nhận xét khiếm nhã về ngoại hình. Tuy nhiên, Hồng Nga cũng không để bụng quá nhiều. Hiện tại, ngoài việc học ở trường, vào các buổi tối, nữ sinh chính còn tranh thủ đi làm thêm ở một nhà hàng để vừa tích lũy kinh nghiệm trong cách phục vụ, giao tiếp với khách hàng, giúp phiên bản thân tự tin hơn, vừa kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của nàng sinh viên quê Quảng Bình.